Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Phan Thành Luân, 34 tuổi, trú từ phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, bị truy nã về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, thu giữ một khẩu súng bắn đạn su, ma túy và nhiều công cụ hỗ trợ. Được biết vào khoảng tháng 4 năm 2020, Luân có liên quan trực tiếp đến nhiều vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn quận Liên Chiểu, Hải Châu, Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng. Cụ thể, khi đối tượng chính trộm cắp xe máy thành công, sẽ đưa cho Luân tiêu thụ. Tiến hành xác minh tại nơi ở của Luân ở phường Hòa Hiệp Nam, công an quận Liên Chiểu phát hiện có xe máy trộm cắp được để trong nhà, nhưng Luân thì đã lẩn trốn và không rõ tung tích nên đã phát lệnh truy nã. Đến tối ngày 26 tháng 2 năm 2021, khi phát hiện Luân tại một quán nhậu trên địa bàn phường Hòa Khánh Bắc, công an quận Liên Chiểu đã theo dõi và ập vào bắt giữ, phát hiện trên người Luân có một khẩu súng bắn đạn su, 6 viên đạn và 2 gói ma túy đá. Khám xét khẩn cấp nợ của Luân, cơ quan công an còn phát hiện thêm một súng biển số xe, một kiếm, 5 dao, một súng tự chế và 3 kiếp nổ. Hiện Phan Thành Luân đã bị tạm giữ để tiếp tục điều tra làm rõ về các hành vi có liên quan.